chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây được biết đến với sự đặc sắc trong trang phục truyền thống của người Mông Đen. Người Mông được phân thành nhiều nhóm dựa trên sự khác nhau về trang phục và ngôn ngữ. Với người Mông Đen thì là quần áo thổ cẩm gồm màu đen là chủ đạo, rất dễ để nhận biết. Và hãy cùng tôi khám phá xem là những bộ trang phục này có gì đặc biệt nhé! Tại Tuyên Quang, người Mông Đen tập trung chủ yếu ở xã Bình An, huyện Lâm Bình với khoảng trên 80 hộ dân sinh sống, gắn bó tạo thành một nét văn hóa độc đáo riêng. Từ xa xưa, thêu dệt thổ cẩm đã trở thành thước đo cho sự khéo léo, trưởng thành của người phụ nữ vùng cao. Đã là phụ nữ người Mông thì phải biết thêu thổ cẩm. Những bộ trang phục được làm ra sẽ gắn bó với các cột mốc quan trọng của mỗi đời người. Từ 13 tuổi, 14 tuổi thì là bố mẹ cho mình tự thêu. Từ người thêu được nhiều thì được nhiều, người thêu được ít thì ít. Cái là đa số này thì đi làm dâu, con gái đi làm dâu cũng một bộ quần áo này. Nó lấy chồng thì nó mặn, mà phải có một bộ cho nó mặn đi lấy chồng. Nhớ khi mình ngày già mình qua đời cũng là mặn thế này. Trên nền vải đen chủ đạo, những hoa văn đẹp mắt được may theo hàng lưới riêng, tạo ra điểm nhấn đặc biệt, khiến bộ trang phục truyền thống của người Mông Đen vô cùng sinh động và nổi bật. Mỗi bộ quần áo thổ cẩm với đầy đủ họa tiết thêu tay cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Nên đối với những người phụ nữ Mông Đen, tự tay làm được một bộ trang phục đẹp là sự hãnh diện đối với bản thân và là niềm tự hào đối với gia đình và cả cộng đồng. Chị đang thêu chiếc điệu em bé. Chị bắt đầu biết thêu từ lúc 7-8 tuổi rồi. Và lúc đấy là nhìn thấy các bà, các mẹ thêu là mình cũng tò mò, xong rồi cũng học dần. Và cũng dần dần biết thêu thì mình cứ rảnh lúc nào là mình thêu lúc đấy. Đối với một số chi tiết là không được đổi, nó phải giữ nguyên. Và chiếc váy thì váy nào cũng phải giống nhau, nó không đổi được. Áo cũng giống nhau nhưng mà chủ yếu là những cái hoa trên tay áo này mình thích kiểu nào thì mình phối như thế thôi. Đa số thì đi làm mình cảm thấy những bông hoa nào đẹp. Đấy, xong mình về xong là tự suy nghĩ, xong là tự suy nghĩ làm với lại mình tự phối màu cho nó đẹp. Cái này là không thể nào là mất được, bởi vì giống như người ta nói, đời này truyền cho người đời khác. Bộ trang phục mà chị đang mặc hiện tại nó có ý nghĩa nói chung là vô cùng lớn luôn. Đối với người con gái thì phải có sự khéo tay này, cần cù, chịu khó mới làm được những cái bộ trang phục đẹp, mặc vừa đúng bản thân mình. Và đặc biệt là đối với con gái nhá, mình phải học làm, nếu không mình không thể làm được bộ nào để cho con gái mình sau này bố mẹ nào cũng muốn con gái mình đi lấy chồng ấy, phải tự tay. Đặc biệt là người mẹ cũng muốn khoác cho con gái của mình những cái bộ mà chính thức tay mẹ mình làm, mặc cho con mình đi lấy chồng ấy. Nó rất là quan trọng luôn, quan trọng lắm. Cái bộ trang phục này có tiền cũng thực sự còn không mua được. Chị mới ơi, sau khi nghe chị chia sẻ thì em rất muốn một lần được thử mặc một bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình, có được không ạ? Lần đầu khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông Đen, tôi cảm thấy rất may mắn khi có được trải nghiệm vô cùng thú vị này. Đối với mỗi dân tộc, trang phục truyền thống luôn được coi là biểu trưng của văn hóa, góp phần tạo nên bức tranh sắc màu rực rỡ, thể hiện tính đa dạng, phong phú của các dân tộc Việt Nam.